đã đến với kênh Mr. Zero bóng đá vui nhộn. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều các tình huống từ những bàn thắng đẹp ngất ngây đến những pha cười ra nước mắt của các siêu sao sân cỏ trên thế giới. Nếu các bạn là những fan bóng đá chính hiệu, đừng quên theo dõi kênh Mr. Zero thường xuyên nhé. Sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Nếu thấy hay thì đừng quên nhấn nút like, share và subscribe channel của mình. Xin chào. Trong khuôn khổ vòng 11 Premier League 2003-2004, Ronaldo đã có lần đầu tiên nổ súng cho MU khi Quỷ Đỏ tiếp đón Bournemouth ở Old Trafford. Pha bóng này, CR7 xuất phạt từ vị trí không thuận lợi bên cánh trái. Ý đồ ban đầu, Ronaldo muốn tạt vào trong cho đồng đội. Dù vậy, đường bóng hiểm bất ngờ xuyên qua một loạt cầu thủ khiến thủ môn Bournemouth bất ngờ và không thể cản phá. Nhìn vào MU ở thời điểm hiện tại, chắc hẳn nhiều người đang rất nhớ thời kỳ đỉnh cao của Quỷ Đỏ khoảng hơn một thập niên về trước khi Ronaldo còn khoác chiếc áo đỏ số 7, đặc sản trứ danh của Old Trafford. Ai rồi cũng phải khác, Ronaldo lúc này đã 35 tuổi, chính bản thân anh cũng thay đổi quá nhiều, không còn là cậu nhóc thích trêu đùa các hậu vệ dọc hành lang mà là một chân sút thường thằng trong khu cấm địa. Kể từ khi rời MU, anh ghi thêm 450 bàn thắng cho Real, cộng thêm hơn 50 bàn so với Juventus. Trong một lần chạm trán đội bóng giàu lịch sử Newcastle ở mùa giải 2004-2005, Ronaldo đã cho tất cả thấy được bản năng săn bàn đáng sợ của mình. Mặc dù ở thời điểm đó, ngôi sao người Bồ Đào Nha chỉ mới là một cầu thủ chạy cánh, chứ chưa hẳn là một tiền đạo cắm như bây giờ. Thế nhưng, chỉ cần đánh hơi thấy đường chuyền ngon ăn của đồng đội, CR7 lập tức thực hiện động tác đá bóng, lấy đà trước khi tôn cú dứt điểm, biến thủ thành đối phương trở thành gã hề với một cú trượt dài trên sân. Một lần nữa, Ronaldo cho thấy sự nhanh nhẹn cùng khả năng đánh hơi bàn thắng của mình. Nạn nhân lần này của ngôi sao người Bồ là Wigan. The Latic đã không thể phản kháng gì trước pha kết hợp quá nhanh, quá nguy hiểm của CR7 và đồng đội. Nhận đường căng ngang từ cánh phải, không chờ một giây để suy nghĩ, Ronaldo lập tức đưa chân ra tung cú dứt điểm một chạm, hạ gục thủ thành đối phương trong chớp mắt.
Man United cần 3 điểm để tiến một bước dài tới ngôi vương của mùa giải 2007. Thế nhưng họ lại chơi rất bế tắc trước Fulham và Ronaldo lại một lần nữa tỏa sáng. Pha đi bóng từ giữa sân loại bỏ một loạt cầu thủ Fulham trước khi tung ra cú sút chéo góc vào lưới Niamey. Đó là trận thắng bản lề cho cuộc lật đổ Chelsea của United. Nếu là fan của Cristiano Ronaldo, bạn sẽ thấy anh chàng này có duyên ghi bàn vào lưới đội bóng cũ đến thế nào. Hễ cứ đồng đội cũ trên sân cỏ, kiểu gì CR7 cũng nổ súng, không bằng chân thì cũng bằng đầu. Điển hình như lần chạm trán câu lạc bộ có công sinh thành Sporting Lisbon, số 7 của MU đã kịp để lại dấu ấn bằng một cú đánh đầu đầy hiểm hóc. Nếu không phải là ngôi sao người Bồ, hiếm tiền đạo nào có thể lập công từ đường chuyền chẳng mấy thuận lợi này. Ngày 24 tháng 10 năm 2018, khắp các khán đài của Old Trafford đã vang lên câu hát Viva Ronaldo, thứ đã trở thành truyền thống trong suốt 6 năm trời anh thi đấu trong màu áo Manchester United. Việc Ronaldo trở về mái nhà xưa, hòa mình vào không khí hào hứng của sân Old Trafford là một điều vốn đã rất có ý nghĩa, nhưng điều đó càng đặc biệt hơn khi đó là lần trở lại Old Trafford đầu tiên của anh mà không có người thầy Sir Alex ở bên kia chiến tuyến. Ronaldo đã không còn là chàng trai bóng bẩy hàm rê dắt thổ nào nữa. Anh giờ đây là con người của sự hiệu quả, của những thông số, của những chỉ số, của sự chính xác và tính toán, và là một hình mẫu của cái đẹp. Suy cho cùng, Ronaldo thời kỳ đầu đã chết từ lâu. Chúng ta chỉ có thể hồi tưởng về thời kỳ đó của anh qua những đoạn băng trên YouTube, những hình ảnh CR7 đảo bóng qua người trong màu áo đỏ thành Manchester, gợi nhớ về một quá khứ hào hùng biết mấy của sân Old Trafford. Thật dễ để quên rằng Ronaldo đã từng khéo léo và biến ảo đến bao nhiêu khi mà giờ đây tất cả những gì anh làm đó là ghi bàn và ghi bàn như một cỗ máy. Và nhiều người đã chặt lưỡi mà tiếc rằng không biết anh sẽ còn tuyệt vời hơn thế nào, khéo léo hơn thế nào nếu anh tiếp tục phát triển ở vị trí cánh quen thuộc của mình như thời ở Manchester United. Rất khó để chọn ra đâu là bàn thắng đẹp nhất trong mùa giải mà Ronaldo tỏa sáng với thành tích ghi được 42 bàn thắng ở tất cả các mặt trận cho United. Thế nhưng pha đá phạt vào lưới Bournemouth xứng đáng được nhắc tới đầu tiên khi nó thể hiện kỹ năng đá phạt hoàn hảo của Ronaldo, và ngay cả một thủ thành kỳ cựu như David James cũng phải chôn chân đứng nhìn bóng bay vào lưới. Cú đá phạt do Cristiano Ronaldo thực hiện cách vòng cấm chừng 30m. Trái với cách sút dùng lòng trong như nhiều cầu thủ khác, anh sử dụng mu chân phải và khiến bóng bay theo quỹ đạo khó lường vào góc cao khung thành. Sau trận đấu đó, Ronaldo từng chia sẻ: "Tôi nghĩ đó là bàn đẹp nhất mà tôi từng ghi từ một quả sút phạt trực tiếp." Một bàn thắng thể hiện khả năng dứt điểm rất bản năng của Ronaldo. Bóng từ pha đá phạt góc của Ryan Giggs đi lộn xộn trong khu cấm địa của Aston Villa, rồi tới chân Ronaldo, tiền vệ người Bồ Đào Nha trong tư thế xoay lưng về phía khung thành của Aston Villa đã rất nhanh nhẹn tung ra một cú đánh góc làm bất ngờ toàn bộ hàng phòng ngự cũng như thủ môn của đội khách.
2007 hay là 2008 là mùa giải mà Ronaldo đạt đến đỉnh cao sự nghiệp dù anh chỉ mới 23 tuổi. Sau khi lên ngôi đầy thuyết phục ở Premier League, MU góp mặt ở trận chung kết Champions League cùng với Chelsea. Giữa bối cảnh MU bị The Blues áp đảo, Ronaldo bất ngờ ghi bàn mở tỷ số ở phút 26. Tình huống này, ngôi sao người Bồ bật cao đánh đầu từ quả tạt như đặt của West Brown. Đáng tiếc cho cá nhân Ronaldo khi MU bị Chelsea gỡ hòa ở phút 45 và trận đấu phải kéo dài đến hiệp phụ. Tháng 4 năm 2009, phút thứ 6, Ronaldo nhận đường truyền của Anderson từ giữa sân. Ronaldo rê bóng vài nhịp trước khi tung cú sút búa bổ từ cự ly hơn 45m. Bóng đi rất căng về phía khung thành Porto, khiến pha đổ người từ thủ môn Darhampton chỉ tô điểm cho vẻ đẹp của siêu phẩm. Sở hữu kỹ năng đá phạt điêu luyện, Ronaldo từng ghi không ít bàn thắng đẹp mắt. Và trận bán kết lượt về Champions League với Arsenal năm 2009 đã chứng kiến một pha lập công như vậy. Điểm đặt bóng ở rất xa, nhưng thủ thành Almunia đã hoàn toàn bất lực trước cú sút sấm sét của siêu sao người Bồ. Bàn thắng đầu tiên và cuối cùng của Cristiano Ronaldo ghi cho MU cách nhau 6 năm, nhưng lại có một sự trùng hợp không ngờ. Cả hai pha lập công lần đầu và lần cuối của Ronaldo trong màu áo MU đều đến từ một pha đá phạt hàng rào. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.